Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Học Bác bắt đầu từ những điều gần gũi giản dị trong cuộc sống. Nhiều tiện ích từ dịch vụ cho vay thấu chi qua thẻ ATM tại nông thôn Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 5, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 3 khu vực bỏ phiếu của xã Tà Phời. Đến nay, danh sách các ứng cử viên, danh sách cử tri đã được niêm yết đầy đủ, thuận tiện cho cử tri, nhân dân theo dõi, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất được đảm bảo. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Lào Cai, tổng số cử tri của thành phố là trên 100.000 người với 164 khu vực bỏ phiếu. Đối với các trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, thành phố có phương án sử dụng hòm phiếu phụ để cử tri bỏ phiếu. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Do đó, thành phố tuyệt đối không chủ quan lơ là, cần tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là việc sử dụng hòm phiếu phụ tại các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Các lực lượng chức năng thành phố hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh. Ngày 19 tháng 5, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Văn Bàn. Cùng đi có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của huyện Văn Bàn trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đặc biệt huyện đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó dịch bệnh tại từng tổ bầu cử. Hiện đang là giai đoạn nước rút, vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Bàn cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để cử tri tham gia bỏ phiếu, có phương án xử lý kịp thời với các điểm bỏ phiếu mà cử tri có thể gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai. Sáng ngày 19 tháng 5, tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi diễn tập đảm bảo y tế phòng chống dịch COVID-19, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành và các lực lượng tham gia diễn tập. Tại buổi diễn tập, tỉnh Lào Cai đã đưa ra 4 tình huống giả định. Thực hiện bầu cử ở một địa điểm cố định đối với người có sức khỏe bình thường. Thực hiện bầu cử ở một địa điểm cố định khi phát hiện cử tri có triệu chứng mắc bệnh. Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà. Tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung. Tất cả cán bộ trạm y tế cũng đã được học hỏi, học tập và để rút kinh nghiệm cho cái cuộc bầu cử thực tế trong cái thời gian tới. Sẽ có cán bộ y tế và có những cái người hướng dẫn, phân luồng hướng dẫn cụ thể. Để đưa vào, nếu mà có yếu tố dịch tễ hoặc có biểu hiện ho sốt thì chúng tôi sẽ đưa vào cái khu vực cách ly tạm thời. Sẽ hướng dẫn thêm cho các cái tổ bầu cử ở các cái địa điểm bầu cử. Những cái tình huống trong 4 cái tình huống này, chúng tôi xác định rằng là chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày bầu cử rồi. Cho nên là các công việc này rất là khẩn trương. Các lực lượng tham gia hiệp đồng đều có sự chuẩn bị, phối hợp tốt với nhau. Nên mỗi tình huống đều được tổ chức diễn tập theo đúng kịch bản, đúng thời gian theo quy định. Sau buổi diễn tập, ban tổ chức đã tiến hành rút kinh nghiệm để xây dựng quy trình bầu cử tùy theo từng tình huống đảm bảo diễn ra an toàn thông suốt. Chúng ta phải đề ra được các cái tình huống có thể xảy ra ở những ngày bầu cử của chúng ta. Và với cái tình huống như vậy thì qua cái diễn tập này thì sẽ xây dựng thành những cái video clip để hướng dẫn cho các tổ bầu cử để khi mà có những cái tình huống như vậy xảy ra ở cái địa điểm tổ bầu cử thì các tổ bầu cử ứng phó theo cái tình huống mà đã được diễn tập.
Buổi diễn tập đã giúp cho cán bộ nâng cao năng lực trong khâu tổ chức, thực hiện các quy trình bỏ phiếu ở mỗi tình huống, nâng cao khả năng điều hành và điều phối của Ủy ban bầu cử các cấp và chính quyền, cơ quan, tổ chức tại địa phương trong công tác bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử đang đến rất gần. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã và đang chuẩn bị chu đáo, đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử. Là xã vùng sâu vùng xa của thị xã Sapa, lại có nhiều điểm thôn xa trung tâm. Do vậy, ngoài sử dụng các nhà văn hóa thôn, xã Mường Hoa phải tận dụng thêm một số điểm trường làm khu vực bỏ phiếu. Khắc phục mọi khó khăn, thời điểm này, 8 trên 8 khu vực bỏ phiếu đã được trang hoàng rực rỡ, có đầy đủ hòm phiếu, bàn ghế tiếp đón. 100% người dân đã được nhận thẻ cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Tôi được phát thẻ cử tri, cũng được hướng dẫn quy trình khi đi bỏ phiếu. Giờ chỉ mong đợi đến ngày 23 tháng 5 để được thực hiện quyền công dân của mình thôi. Chúng tôi cũng hô hào nhau đi dọn dẹp vệ sinh để đường làng sạch đẹp hơn trong ngày trọng đại sắp tới. Với tổng số 39.714 cử tri, thị xã Sapa có 6 đơn vị bầu cử và 120 khu vực bỏ phiếu. Bám sát vào điều kiện thực tế của địa phương, thị xã đã chỉ đạo phân công cán bộ phụ trách khu vực bỏ phiếu, phối hợp với các ban bầu cử, tổ bầu cử, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất trong nhà văn hóa thôn, khu phục vụ cho công tác bầu cử. Từ đó có phương án điều chỉnh kịp thời. Tiếp nhận đầy đủ những cơ sở vật chất do Ủy ban bầu cử của tỉnh cung cấp và bàn giao lại cho các cái xã để chuyển cho các cái tổ bầu cử. Về địa điểm thì tôi đã sử dụng tối đa tất cả các cái nhà văn hóa hiện có. Thứ hai nữa là sẽ huy động một số các cái điểm trường học, thậm chí là còn phải mượn cả nhà dân nữa. Tại thành phố Lào Cai, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử cũng đã được đảm bảo ở 164 khu vực bỏ phiếu. Theo đó, thành phố đã thực hiện cấp phát 257 hòm phiếu, 101.000 thẻ cử tri, 88 dấu ban bầu cử, 328 dấu tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu cũng đã được cấp phát đầy đủ các vật tư để trang trí khánh tiết, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra trang trọng đúng quy định. Thành phố đã cho các xã phường rà soát các cái cơ sở vật chất cần phải thay thế thì chúng tôi cũng đã phát chuyển đến tất cả các cái khu vực bỏ phiếu để trang trí lại đảm bảo khang trang. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban bầu cử tỉnh, tới thời điểm này toàn tỉnh có 490.064 cử tri tham gia bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu. Tỉnh Lào Cai cũng đã cơ bản hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất ở tất cả các khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt là việc đảm bảo cơ sở vật chất cho phương án cách ly, phòng chống dịch tại các điểm bầu cử cũng đã được tính toán kỹ lưỡng. Khu vực bỏ phiếu ấy thì phải chuẩn bị thêm một cái phòng gọi là phòng cách ly tạm thời trong ngày bầu cử nếu như phát sinh các cái trường hợp mà nghi nhiễm. Hiện nay là các cái địa phương cũng đang chủ động để chuẩn bị điều chỉnh, tiếp tục là chuẩn bị cái địa điểm đó để phục vụ đảm bảo cái an toàn dịch bệnh. Với sự chủ động của ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu để ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu quy trình tổ chức bầu cử tại khu cách ly tập trung. Cụ thể, việc tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhân viên tổ COVID cộng đồng hướng dẫn cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử. Cử tri đeo khẩu trang di chuyển theo hàng, dừng đúng vạch, đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, trả lại thẻ và phát phiếu bầu cử. Tiếp đó, cử tri di chuyển đến đọc bảng niêm yết danh sách người ứng cử. Cử tri di chuyển đến bàn viết phiếu bầu cử. Tiếp đó, di chuyển đến hòm phiếu để bỏ phiếu. Sau đó bỏ bút thước vào túi đựng rác, nếu tái sử dụng thì xử lý khử khuẩn lau bằng cồn 70 độ trước khi cử tri khác sử dụng. Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu và đưa lại thẻ cho cử tri. Cử tri nhận lại thẻ và di chuyển theo lối quy định về lại khu vực cách ly. Bước 2. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, dán các vị trí hở của hòm phiếu, dán giấy niêm phong hòm phiếu, đồng thời thu dọn các giấy tờ có liên quan cho vào túi đựng rác thải. Tháo bỏ phương tiện phòng hộ và cho vào bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng khi rời khỏi. Tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly, đặc biệt là hòm phiếu và túi đựng rác thải. Bước 3.
Sau khi khử khuẩn, thành viên tổ bầu cử về phòng bỏ phiếu để bàn giao hòm phiếu phụ. Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về, thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử được phép kiểm phiếu theo quy định. Bước 4. Sau khi bàn giao hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu hoặc kết thúc kiểm phiếu, thành viên tổ bầu cử tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vào đúng dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn tỉnh có 225 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Lễ trao huy hiệu đảng đều được các cấp ủy đảng tổ chức đảm bảo trang trọng, phù hợp với quy định phòng chống dịch COVID-19. Tổng số 225 đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt này có tuổi đảng từ 30 năm đến 65 năm. Trong đó, 5 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm, 10 đảng viên được trao huy hiệu 60 năm. Còn lại là các đảng viên được trao huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi đảng. Đảng bộ thành phố Lào Cai có 82 đảng viên được trao huy hiệu đợt này, đứng đầu các địa phương trong tỉnh. Việc trao huy hiệu đảng cho các đảng viên dịp này mang ý nghĩa sâu sắc là sự ghi nhận và động viên các đảng viên tiếp tục rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với vinh dự và trách nhiệm của mình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc đã làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam. Với lòng tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của người, người dân xứ Nghệ đã thể hiện tình cảm với Bác bằng nhiều cách khác nhau. Ông Vương Hồng Minh ở xã Kim Liên là người vinh dự hai lần cùng đoàn học sinh đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê vào năm 1957 và năm 1961. Những hình ảnh về vị lãnh tụ giản dị, gần gũi, tràn chứa tình cảm luôn khắc sâu trong tâm trí ông. Năm 1969, khi nghe tin Bác mất, ngay lập tức ông đã lập bàn thờ Bác tại vị trí trang trọng nhất trong nhà. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác năm nay, ông tự tay lựa chọn những quả thơm ngon nhất trong vườn để bày biện dâng lên bàn thờ Bác. Bàn thờ này thì cũng rất là nhiều hộ gia đình ở Kim Liên là cũng lập bàn thờ Bác. Thì còn riêng gia đình tôi là một hộ nông dân bình thường, nhưng vẫn là nhờ công lao của Bác. Thế vẫn là cái lập bàn thờ cho Bác đầy đủ để tưởng nhớ công lao trời biển của Bác, để sau này giáo dục cho thế con cháu là để biết công ơn trời biển của Bác đối với quê hương, đối với dân tộc. Năm nay do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác không tổ chức. Nhưng tại khu di tích Kim Liên trong ngày 19 tháng 5, vẫn có nhiều người dân và du khách thập phương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái ngày mà kỷ niệm lễ lớn như thế này thì thực ra ở xa quê rất là mong muốn về quê, nhớ đến quê hương đất tổ, nhớ đến như vậy là nơi sinh ra cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác năm nay đúng vào dịp đất nước bước vào ngày hội lớn, cử tri cả nước háo hức chuẩn bị đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triệu người con Việt Nam lại càng nhớ Bác để từ đó ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với một niềm tin sắt son dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những cách làm phù hợp và sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Học Bác bắt đầu từ những điều gần gũi, giản dị nhất trong cuộc sống. Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, trong 5 năm qua, tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức 7 hội nghị học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có sự tham gia của những chuyên gia, cán bộ nghiên cứu cao cấp,
đầu ngành tới quán triệt, nói chuyện. Và qua mỗi lần nói chuyện, ý nghĩa đó, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân càng thấu hiểu hơn chân lý ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, giản dị là tột cùng của sự sâu sắc và vĩ đại. Cái chuyện quần nâu áo vải của bác, lãnh tụ mà khâu từng chiếc khuy, chiếc áo đứt ra đấy, mà chúng ta thương bác khóc, cứ đề nghị bác thay áo mới, bác bảo thế nào? Vẫn mặc được, cứ để bác mặc. Đừng bỏ nó phí đi. Mỗi đồng tiền bát gạo chúng ta tiêu dùng là mồ hôi nước mắt của dân. Thương dân phải tiết kiệm. Lãng phí là không thương dân. Các bạn hãy ghi nhớ những câu chuyện rất đời thường như vậy để chúng ta học bác đến suốt đời. Đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với kế hoạch làm theo bác phù hợp với từng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ những cán bộ lãnh đạo đến những công chức bình thường, từ những chiến sĩ công an, người giáo viên, công nhân và nông dân, bất kể địa vị, tuổi tác, nghề nghiệp, ai ai cũng đều phấn đấu học tập và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể. Trong chi bộ tôi có nhà hai đồng chí đảng viên già, các đồng chí vẫn không xin nghỉ ba miễn, các đồng chí vẫn tích cực sinh hoạt. Thì đồng chí có trả lời là tôi đã hứa trước đảng rồi, tôi nhạc là phấn đấu đến hơi thở cuối cùng nên là tôi vẫn còn đi được, là tôi vẫn phải đi họp, đi sinh hoạt chi bộ. Đây một cái hay việc làm rất nhỏ nhưng đây là một cái nhà tấm gương để ngay như cho chúng tôi học tập. 5 năm qua, Lào Cai đã khen thưởng cho trên 9.300 tập thể cá nhân, ghi danh 1.189 mô hình mới, tập thể điển hình và trên 2.300 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo bác. Đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình ấy thông qua nhiều hình thức sáng tạo để lan tỏa, nhân rộng, tạo thêm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong cái thời gian tới để mà học tập làm theo bác, mỗi năm thì sẽ có những cái chủ đề cụ thể. Quan trọng là từ người đứng đầu, thổi cái hồn và một cái phong cách, rồi những cái gợi ý, rồi những cái việc làm hết sức thiết thực. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai và đi vào cuộc sống đã tiếp thêm những nguồn năng lượng mới, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đến toàn thể hệ thống chính trị và 80 vạn đồng bào nhận lên tinh thần vượt khó, phát huy sức mạnh nội sinh, cùng nỗ lực đoàn kết, dựng xây vùng đất biên cương no ấm, giàu mạnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai vừa giao cho đội kiểm tra trật tự đô thị thí điểm việc quản lý và khai thác một số điểm đậu đỗ phương tiện trên địa bàn các phường Lào Cai và Cốc Lếu. Theo đó, đội kiểm tra trật tự đô thị sẽ được giao quản lý và khai thác các bãi đỗ xe tổ 2, 3 phường Cốc Lếu, bãi đỗ xe quảng trường ga Lào Cai, bãi đỗ xe sân trước đền Am nằm trong khu di tích đền Thượng phường Lào Cai. Đội sẽ trực tiếp thực hiện việc khai thác, thu phí đậu đỗ phương tiện phục vụ các tổ chức cá nhân có nhu cầu theo quy chế được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, thu nộp ngân sách theo đúng quy định, thời gian thí điểm 18 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Sản phẩm quế sáo và quế trẻ thanh xuất khẩu của Hợp tác xã Tâm Hợi huyện Bảo Thắng đã có chỉ dẫn địa lý Lào Cai in trên thùng đựng sản phẩm. Hợp tác xã Tâm Hợi thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản vật nhiệt đới Việt Nam xuất khẩu 10 container với sản lượng trên 100 tấn quế ống sáo và quế trẻ thanh sang thị trường Singapore, Ấn Độ, Thái Lan. Tất cả thùng đựng sản phẩm quế đều có chỉ dẫn địa lý Lào Cai. Đây cũng là lần đầu tiên sản phẩm quế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có chỉ dẫn địa lý Lào Cai. Những sản phẩm xuất khẩu có chỉ dẫn địa lý thể hiện rõ nguồn gốc, xuất xứ, giúp thị trường quốc tế biết đến sản phẩm quế Lào Cai, đồng thời tăng giá trị xuất khẩu. Với thị trường mở rộng, Hợp tác xã Tâm Hợi đang tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn trong tỉnh, sản phẩm dịch vụ cho vay thấu chi qua thẻ ATM đã được đông đảo người dân đón nhận, ghi nhận tại huyện Bảo Thắng. Ông Trần Đăng Sơn là một trong những khách hàng đầu tiên tại thôn Quang Lập, xã Chỉ Quang, được ưu tiên cho vay thấu chi qua thẻ ATM tại Agribank Bảo Thắng. Đăng ký hạn mức thấu chi tối đa 30 triệu đồng. Số tiền này đã giúp ông Sơn giải quyết các khoản chi tiêu thiếu hụt tạm thời, thanh toán một số khoản thiết yếu trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Thấu chi này rất thuận lợi cho những người mà cần phải đi mua bán các thứ vật tư nông nghiệp hoặc là thức ăn gia súc. Kinh doanh dịch vụ thuốc thú y phục vụ bà con nông dân,
bà Phan Thị Mai Vân thường xuyên phải giao dịch bằng tiền mặt. Vậy nhưng từ khi làm thủ tục vay thấu chi qua thẻ ATM, mọi thanh toán của bà đều thông qua chiếc thẻ này mà không phải dùng tiền mặt. Không cần phải mang tiền đi. Đấy, nó rất là tiện lợi. Chỉ cần cầm một cái thẻ này đi thôi là cũng có thể là thanh toán được rất nhiều nơi, rất nhiều thứ. Để được vay thấu chi, khách hàng chỉ cần cư trú hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, có thể mang chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để đề nghị phát hành thẻ cho vay thấu chi với hạn mức tối đa 30 triệu đồng. Dịch vụ cho vay thấu chi đã và đang đáp ứng phần nào nhu cầu về vốn sản xuất, kinh doanh của người dân, từng bước hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen khu vực nông thôn Lào Cai. Đến nay thì chúng tôi đã phát hành được trên 820 thẻ nông nghiệp nông thôn và trong đó thì cũng đã có trên 700 cái hạn mức thấu chi đã được mở. Trong đó đến thời điểm này có trên 420 khách hàng đã đang dư nợ thấu chi tại Agribank chi nhánh huyện Bảo Thắng. Cùng với nỗ lực mở rộng địa bàn, phát triển thêm dịch vụ cho vay thấu chi qua thẻ ATM để giúp người dân nông thôn, miền núi tiếp cận với các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Các tổ chức tín dụng cũng cần tập trung hỗ trợ, đầu tư để có thêm các điểm chấp nhận thẻ, giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện. Thưa quý vị và các bạn, xác định nguồn lây nhiễm trong bệnh viện nếu để xảy ra sẽ rất phức tạp và khó khăn cho công tác cách ly và điều trị, đặc biệt là với một địa bàn lĩnh vực y tế còn nhiều khó khăn như Simacai. Nên cùng với công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Simacai đã có nhiều giải pháp ngăn ngừa, tạo thành trì vững chắc trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay từ cổng, Trung tâm Y tế huyện Simacai đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay những người ra vào, đặc biệt là ghi lại lịch trình di chuyển của người từng đi ra ngoài tỉnh trở về địa phương. Còn tại các hàng ghế chờ được dán giấy băng dính đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Khi vào đây ngồi thì bệnh nhân ngồi cách xa nhau 2 mét, đảm bảo phòng tránh COVID. Là khoa có nhiều bệnh nhân có bệnh nền nặng, sức đề kháng yếu. Chính vì vậy, khoa hồi sức cấp cứu đã chủ động xây dựng phương án điều trị phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Ngoài cái việc điều trị tốt cho bệnh nhân hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng tư vấn, hướng dẫn người nhà bệnh nhân thực hiện 5K, rửa tay, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Tuy nhiên là ở trên vùng cao này thì người nhà bệnh nhân cũng không quen đeo khẩu trang. Thì chúng tôi thường xuyên hướng dẫn để đeo khẩu trang khi vào bệnh viện. Với quy mô hơn 100 giường bệnh, trung bình mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Simacai khám và điều trị cho khoảng từ 50 đến 60 bệnh nhân. Để đảm bảo yêu cầu phòng bệnh, đơn vị hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnh. Thời điểm này, số lượng người nhà bệnh nhân ở lại bệnh viện đã giảm khoảng 70% so với trước đây. Bên cạnh đó, làm tốt việc khám sàng lọc, có khu điều trị cách ly cho những trường hợp từ vùng dịch trở về. Những bệnh nhân nghi ngờ thì phải đưa ngay theo một cái đường riêng lên khoa truyền nhiễm để khám phân lập ngay để tránh tình trạng lây chéo trong bệnh viện. Và thứ hai là những trường hợp nghi ngờ là phải lấy xét nghiệm để gửi đi xét nghiệm sớm để phát hiện sớm, tránh trường hợp là bị bỏ sót. Với tinh thần không chủ quan trước dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Simacai đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch, vừa đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, vừa đảm bảo sức khỏe cho các y bác sĩ. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét,
nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 65%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 thêm huyện Lạng Giang, Lục Nam và Yên Dũng từ 0 giờ ngày 19 tháng 5 để phòng chống dịch. Như vậy đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 78 thôn tổ dân phố của 4 huyện là Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng và Việt Yên và tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp là Vân Trung, Quang Châu, Đình Chám, Song Khê, Nội Hoàng. Lực lượng công an tỉnh Bắc Giang cũng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ triển khai các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 4 khu công nghiệp và các điểm cách ly xã hội, đảm bảo chốt chặn ở những địa bàn giáp danh và đường ra vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Kim Tân phối hợp với công an thành phố Lào Cai đã lập chốt nhằm nhắc nhở xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay trong ngày đầu tiên lập chốt tại đầu cầu Kim Tân, lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhiều trường hợp, trong đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Cùng với đó, đoàn công tác đã kiểm tra nhắc nhở và xử lý 4 trường hợp ghi sổ số trên hành lang vỉa hè. Cục Quản lý Thị trường Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 17.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đó có 9 loại với gần 18.000 sản phẩm hàng hóa bị tịch thu tiêu hủy, bao gồm mỹ phẩm, đồng hồ, túi sách, giày thể thao, đồ chơi trẻ em. Đây là những mặt hàng vi phạm do không ghi nhãn hàng hóa, hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng và chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được ngành chức năng tịch thu trong năm 2020. Căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, Cục đã chọn hình thức tiêu hủy đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Công viên Hồ Chí Minh được tọa lạc tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Đây chính là nơi Bác đã tới thăm và nói chuyện với đại biểu Đảng Bộ Nhân dân các dân tộc Lào Cai vào ngày 23 tháng 9 năm 1958. Công viên Hồ Chí Minh là địa điểm phục vụ các cuộc viếng thăm tưởng niệm Bác và đặc biệt là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Lào Cai. Trong phần thời lượng còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón xem những hình ảnh đẹp của công viên Hồ Chí Minh. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.